Cả nhà ơi, cả nhà thân mến, là chuyện cốm xanh hay là cốm ngả màu vàng ít xanh thì hôm nay em đang bà con đang ở đây đang thu mua cốm để gửi về Hà Nội. Thì những cái mẻ cốm được mang đến thì không phải là mẻ nào cũng màu xanh. Có mẻ màu xanh, ví dụ như bên này là màu xanh rất là đẹp. Nhưng có một cái mẻ khác thì lại bị ngả vàng nhiều hơn. Tức là cái màu xanh nó không có còn đẹp như cái màu xanh bên này nữa. Thì nguyên nhân của cái việc mà cốm xanh hay là cốm bị ngả vàng không xanh bằng ấy, không phải là cái cốm bên này được nhuộm, cái cốm bên này không được nhuộm đâu ạ. Mà nguyên nhân chính ấy là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có thể trong quá trình rang ấy là bị rang quá tay. Rang quá tay thì không giữ được cái màu xanh như bên này nữa, mà cái màu nó chuyển sang màu bị ngả vàng như thế này. Có một cái nguyên nhân thứ hai là có thể cái cốm mà thu hoạch ấy, nếu thu hoạch đúng độ ấy, chắc chắn nó phải có cái màu xanh đẹp như thế này. Nhưng mà quá độ một chút ấy, có thể cốm nó bị chuyển sang cái màu ngả vàng. Đấy, mọi người nhìn rất là rõ. Hai bên cùng là sản xuất ở trong bản Ít Thái nhà em, nhưng mà một bên thì là cốm xanh, một bên thì là bị ngả vàng. Nguyên nhân đều là do trong cái một cái khâu nào đó, ví dụ như là rang quá tay, người rang đấy lơ mơ thì thấy bị rang bị lửa to quá, hoặc là bị quá tay thì nó cái cốm nó chuyển sang cái này. Thực ra thì về mặt cảm quan nhìn ý, là cốm xanh bao giờ cũng đẹp hơn, và cái cốm mà rang đúng độ ấy, bao giờ nó cũng mềm hơn. Thì cái cốm mà em gửi về Hà Nội cho mọi người á, là luôn luôn là cái cốm đã được bọn em chọn lựa. Khi mà bà con làm xong thì bọn em đi thu mua, và luôn thu mua cái cốm như thế này để đóng gói hút chân không gửi về cho khách ở Hà Nội. Đó. Còn cái cốm này thì khi mà em chưa thu mua được thì bọn em từ chối thu mua. Thì có thể bà con sẽ mang lên Tú Lệ bán cho các cái nhà buôn khác. Tất nhiên là giá sẽ không thể nào mà có cái giá của cái cốm mà đạt chất lượng tốt nhất với cái màu sắc đẹp nhất thế này cả, mà sẽ rẻ hơn một chút. Thì sáng nay có một chị cũng chia sẻ là chị cũng biết có một số nhà làm cốm là mà mang về Hà Nội đóng á, là ở Hà Nội là mọi người nhuộm lá màu xanh vào. Thì nguyên nhân cái việc nhuộm lá màu xanh ấy có thể là do là khi người ta thu mua cái cốm này được giá rẻ hơn này, nhưng người ta muốn chuyển nó sang cái màu xanh của cái cốm mà đạt chất lượng tốt và giá tốt, giá cao nhất, thì người ta sẽ giã thêm một cái loại lá nào đấy như là lá thơm, lá dứa để chuyển nhuộm sang cái màu cho nó màu xanh. Chắc là như vậy thôi. Đó, thì đây là cái video mà em giải thích cho mọi người về chuyện là cốm màu xanh hay là cốm bị ngả màu vàng. Mọi người nhìn thấy nó khác nhau không?